Và bây giờ là sẽ là trò chơi khoanh số. Mỗi một bạn sẽ có một cái màu sắc. Và khi mà Sam lật cái chiếc bảng này lên sẽ là những con số từ 1 đến 100, nhưng mà sắp xếp một cách ngẫu nhiên cho chiếc bảng này có thể nằm lung tung beng cả lên. Đó, và chúng ta nhìn phải đi theo thứ tự. Thí dụ là Buka đã khoanh được số 1 thì Jin phải tiếp theo là số 2 nha. Mà khi mình chọn được số đó, mình nhớ la lên để cho bên đây không có đi tìm nữa. Thí dụ là 1, đó là bên đây là Jin phải lo đi tìm 2. Yeah. Nếu mà Jin mà tìm được 3, 4, 5 thì đánh liên tục luôn cũng được nha. Và chúng ta có thời gian là 3 phút. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Sẵn sàng. Rồi, sẵn sàng nha, Jin cũng giúp đỡ chứ. 1 2 3 Tìm số 1 nha. Tìm số 1 nha. 2 3 sao chị che cái gì ở đây? Đây nè, đây chú bác, rồi mỗi người luôn, kế bên luôn, kế bên luôn, rồi năm kia chứ, năm ở giữa kìa, năm chú sao kìa, sao kìa, đúng rồi, bảy kìa, đúng rồi, tám đâu, tám đúng rồi, chín kìa, mời rồi, mời rồi, bên phải, bên phải, mười, mười một, mười một, mười chuyện không được, chuyện không được, mười ba bên kia rồi, ôi trời, cái bên luôn rồi, phút kéo cái bên luôn, đúng rồi, cái bên rồi, anh tám nào, anh tám nào, bên đây nè, đúng rồi, chơi vậy đúng rồi, chơi vậy không đáng chơi, coi nè, em đứng cái tay bên này luôn nè, chết, cái gì á, chịu công bằng chứ, mày chết, cái gì á, chịu công bằng chứ, ba mươi, 31 32 cái gì á? Lấy cái tóc chị ra coi kìa. Trời ơi. Trời ơi. Lấy cái tóc chị ra coi chị che quá. Chị ra coi chị che quá. Trời ơi. Cái gì vậy em? Chơi. Đây nè, đây nè. Tóc kìa kìa, chơi dây luôn đó rồi. 34 kìa chị ơi. Đây nè, đúng rồi, đúng rồi. 37, 37 37 38 Đừng có đẩy. 38, 38 39 40 41 đây nè. 42 43 44 Trời ơi, chúng tôi lại. Rồi, 45. Ôi, mình nghe. Hết giờ. Chơi mà nè, ra khai cái an xí nha, em chơi cái bàn chung mà em đứng ở đây mà đứng này tại sao nghe nè, hồi nãy á sao mà số em không quẹt, em quẹt vô mỏ gì à? Ở bên kia rồi. Buka ca tội nghiệp á, nghe nè, mà cái đội bên kia quá ăn gian luôn nha, ăn gian đó mọi người, không phải ăn gian, người ta như lớn ác rồi, tự nhiên nè, nè chị để xuống, chị để cái bảng xuống nè, em khòm xuống, em chơi em rất là vất vả rồi, em khòm chơi thì tóc em nó ở đây, cứ nghe luôn cái đi. Tầm nhìn của người ta luôn, rồi chương trình mời tới mình không có quay hình, tu quay này ra. Chị bực chứ hả chị? Bực chị đây hả? Bực chị thôi, để chị đây. Chị ngồi đây thôi, chị đang đếm cái màu nào lớn nhiều hơn rồi, chị ngồi, chị phải ngồi, chị ngồi đây rồi chị đếm nè, chị đếm nè, 25 26 26. Rồi coi như là thắng rồi, khỏi cộng nữa, tại vì mình chưa đến 50, mình chưa đến 50 mà bên đây là 26 thì chắc chắn là bên màu cam thắng rồi. Rồi dạ, không cần toán học. Dạ, đội của Buka thắng rồi mọi người ơi, một tràng pháo tay. Chơi gian quá à. Nè, đẩy dân tới đây luôn nè. Cái này là cái luật chơi, cái luật chơi. Xong rồi chị lấy tóc chị che nữa, xem thấy được cái gì. Cái tóc chị thì nó là tự nhiên.